Hello và xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Rất vui khi gặp mọi người trong video này. Anh em thấy thì khởi đầu 2.1 mình đang có đó chính là bốn sát thủ, anh em thấy không ạ? Một cái gì đó cực kỳ hiếm luôn ấy. Bởi vì mình đang có con Kata và con Nocturne là hai con vị tướng đó chính là kiểu ba vàng, cực kỳ hiếm mới xuất hiện. Nhưng mình đã có rồi. Nhưng trận đấu này thì mình sẽ làm cho anh em xem một cái trận đấu kết hợp giữa đó chính là đội hình sát thủ. Đội hình rất là hot hiện tại bây giờ. Đội hình sát thủ thì anh em biết rồi, cái đó cái kiểu con lập lăng á, anh em mà xài cái trang bị gọi là chính là bùa xanh hắc ám trên người nó ấy, thì nó sẽ được dùng skill liên tục siêu bá đạo luôn và được anh em spam cực kỳ nhiều á. Ok em thấy không? Đấy, xua xùi 1.100 sát thương anh em ạ, kinh khủng không? Bốn sát thủ cái khả năng chí mạng của nó cực kỳ nhiều luôn á. Mình sẽ lấy cái trang bị áo trong bạc đi. Áo trong bạc nó sẽ có tác dụng nhiều hơn, huyết kiếm đi. Bởi vì cái trang bị gậy quá khổ hắc ám thì nó kiểu nó không được mạnh đâu. Cái găng bảo thái hắc ám là cực kỳ yếu ấy, nó khiến mình bị bóp mình luôn á, tự bóp mình luôn. Gây thương chí mạng xong là mình sẽ bị trừ máu. Tôi bảo banh đấy mẹ đi, tôi chuyển tài khoản kia rồi. Bây giờ thì để xem nào. Bốn sát thủ, hai thần sứ. Đội hình khá là bình đấy. Game này cố gắng đạt top 100 máu xem được không mọi người nhá. Mình sẽ cố gắng đạt top 100 máu đi. Brand này, Nearly này, Kenen này. Mới để ý như này thôi. Tính cho con Morgana vào để kích hoạt một chút tiên hắc ám này thôi. Con Morgana đứng bật tướng ba vàng mọi người, nó khá là khỏe, đứng chân đầu này chống chịu cũng rất ổn. Sổi Kata, kiểu Kata mà anh em mà muốn xem kiểu Katarina mà phun chí mạng hay có bẩn ở dưới nhá, mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem luôn. Katarina phun chí mạng. One shot đối thủ. Ok mọi người, he he. Ui, chết rồi, gặp top 1 rồi, Khánh Slide này. Ông này cũng đang khá là bá đây, cũng có sát thủ, chết rồi, còn xin ra quăng mất con. Trời ơi, bạn quăng bạn tôi hả? Bạn xếp tôi chưa, bạn còn quăng bạn tôi. Chó lại, đúng rồi, Lập Lăng ơi, hay quá. Mà còn Atchot này nguy hiểm lắm mọi người ơi. Lập Lăng phải quăng xích nó mới chết được. Này thì Atchot này, tuyệt vời.
Trong trận đấu này chỉ còn mỗi mình thôi, một mình thôi là đạt đang đó chính là kiểu 100 máu. Vẫn còn Jin, vẫn còn Trinh mọi người nhá. Hên thật, bởi vì nếu không ra tận Katarina lẫn cả Atrox knock tun luôn, lập lăng luôn. Mà nó 2.1 thì đúng là điều không tưởng rồi, đúng không? Điêu thuyền này, cá heo này, Varus này, Sinora này, các kiểu con đặc điều ở đây đây. Game này thì mình sẽ cố gắng top 1 100 máu nhá. Top 1 100 máu là trận đấu này sẽ cố gắng. Cố gắng hết sức mình luôn. Ở mùa năm này mình sẽ chỉnh cái cam một chút đi. Ok, chỉnh cam một chút, nhìn cho nó kiểu nó sắc nét mọi người ạ. Thì thực sự là trên cam nhìn không giống mình ngoài đời một chút nào cả. Nhìn nó kiểu nó không thật cho lắm, ngoài đời mình nhìn nó khác hơn. Mình đã có 5 trận chiến thắng rồi. Và trận đấu này thì như mình đã nói, cố gắng 100 máu mọi người nhá. Top 2 đang solo Thay Ma biến dị này. Atrox đang solo với Thay Ma này. Ôi trời ơi, Sinora kìa. Nhìn nó quăng mà nhìn thấy tội luôn á. Morgana ra, con Morgana ra rất là khá là nhiều nha. Thì tí nữa nếu mà thế thì mình sẽ cho Morgana vào. Thằng nào giả danh thằng Minh vậy. Ok, bây giờ thì xem nào. Với đường sát thủ thì mình sẽ chơi sát thủ với tà thần đi. Đường khá là hot. Giáp hồi sinh nữa. Huyết kiếm này. Knock tun 3 huyết kiếm mọi người ạ. Không, mình sẽ lắp cái này đi. Đồ thủ thủ nhá, phải có một trang bị thủ thì mới ổn được. Chứ nếu mà kiểu chơi full sát thương thì nó cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Phải có một chút kiểu thủ thủ trong đấy thì nó vẫn ổn hơn. Nhưng bây giờ thì mình sẽ cho này vào đi. Lên live và cho này vào, mình sẽ có tên hắc ám. Để xem có ai nguy hiểm không, tên hắc ám này. Bởi vì mình không muốn bị thua mọi người. Mình sẽ dồn cho con Morgana nhá, bởi vì Morgana nó đang cầm trang bị khá đẹp. Trang bị đó chính là thú tượng thạch giáp. Mà kiểu bên hắc ám ấy, nên là khi bị đánh thì sẽ càng người đánh vào nó thì sẽ càng được hồi nhiều máu. Phiu, trời ơi, anh thấy không? Hồi máu kìa, hồi như Kotech luôn. Băm, Hưng Gia 995. Hai bro. Lúc này có Morgana xuất hiện nhưng mà mình quên lấy á. Nên là nếu mà lấy thì bây giờ chắc mình có một cái tờ Morgana 2 sao rồi. Nước mắt này, giáp lưới này. Nước mắt sẽ là trang bị mình sẽ lấy đi, lấy nước mắt đi. Lập lăng thì anh em biết rồi, lập lăng cầm nước mắt thì cũng khá là ổn luôn á. Mình đã làm một video rồi, đó chính là lập lăng cầm trang bị nước mắt hắc ám rồi. Khánh Sky này nhìn con hang chót nhìn khiếp phết đấy Khánh Sky ơi. Đội của mình thì mới chỉ 1 sao thôi. Cá heo à. Ui, Kalista 3 sao luôn rồi ạ. Căng quá mọi người ơi. Kha'Zix, one shot đi. Ôi, vãi cả mọi người mất Jin rồi. Ông cá heo này, ông Ron lực quá, Ron hẳn Kalista 3 sao luôn vậy. Nulu 2 sao luôn, gặp một phát chết luôn con của mình rồi. Quá căng luôn. Anh xin giang tay rút lui thôi. Không thể là không đạt được một top 100 máu rồi. Sinora này, thánh thần này, Hecarim vuốt rồng luôn. Anh em có vẻ kiểu thích Ron level 6 quá nhở. Hai bro Ron level 6 quá. Nhấp thử phát xem nào, không có gì cả. Anh em nhấp khá hên, còn mình nhấp thì lại không có gì.
Level 6. Ui, trang bị này anh em. Trang bị ông này gọi là vô đối luôn đấy. Nhiều chưa này anh em ơi, nước mắt này, thì hắc ám này. What the fuck, thì ông này lấy trang bị ở đâu mà nhiều vậy? Và anh em nhá, anh em nhìn trang bị của tôi này. Mới đây tôi thút trang bị ông này gọi là full trang bị luôn. Diana này. Găng ngon quá mọi người, găng ngon nhá. Anh em chơi spam đội hình AC ở con lợp lăng nhiều quá nhở. Như này mình được đột lợp lăng độ ghê quá. Khánh Sky có con Sinora 2 sao này, Leona các kiểu này, đội hình thanh thần gần 2 sao hết rồi. Từ lúc nãy giờ thì mình không run ra thêm một con nào nữa. Không à, Kata 2 sao. Top 1 Khánh Sky. Để cái này bắt Khánh Sky đi. Hùng ra, ông này cũng có Sinora, Varus cầm cuồng đao và vô cực kiếm. Chúng ta đang gặp đó chính là AC Omid. Ôi trời, Lissandra kìa, Lissandra cầm trang bị kìa. Trang bị nhìn khô máu vậy. Game này thì mình sẽ cố gắng lên con Katarina 3 sao ấy mọi người. Bù cho nó full chí mạng luôn được nếu mà lên 3 sao. Đấy không? Cái trang bị cực trâu luôn anh em không? Trang bị này nó kiểu nó gần như là nó gánh team gần hết lượng sát thương luôn ấy. Không, mình không có Morgana thì mình thua lâu rồi. Morgana nó kiểu nó tăng cờ giúp. Lên 2 sao luôn. Top 1 cá heo đang 84 máu, đang chơi với mình đó chính là Thây Ma này. Một cái giáp máu Warlock luôn, tử chiến luôn. 1800 máu tối đa, chỉ nhận thêm 100 sát thương chuẩn mỗi giây nữa chứ. Kinh khủng không, cái trang bị cực xịn nhá. Trang bị này gọi là xịn vãi trưởng luôn. Mạnh lắm. Bàn tay công lý à? Từ từ nữa, à, nếu có giọt mắt hắc ám thì mình lánh rồi. Draven suy vong, chiến binh, Draven suy vong, chiến binh, quân đoàn. Không gì để chơi cả. Cá heo xanh. Tí nữa mình sẽ bán Khazix thôi. Khazix một vàng mà không lên 3 sao thì đuối lắm. Hùng gia này, lại có Varus. Có cả Taric luôn, hiệp sĩ luôn. Ôi xổi, nó ném kìa. Dã man tàn bạo thật đấy chứ. Mà mình vẫn win thôi. Đội mình đang level 7 rồi. Và rất là mạnh. Game này mình sẽ up level 9 đi. Kiếm quả Vego 3 sao nữa là tuyệt vời. Vego 3 sao mới là chân lý của trận đấu này. Wow. Game nó thực sự độ mình hay sao nhở. Cái mắt thằng ám này. Mà lập lăng của mình mới chỉ 1 sao mà thôi. Cái này mà cho Kata nhảy rất nhanh lắm nhở. Top 1, top 2.
cứ cho đi. Ron mãi không lên 2 sao luôn thì chịu rồi, mình không muốn dành tất cả số tiền để cho Ron con lợp lăng này. Nhiều con khác còn ngon hơn nữa cơ. Mình thua đối thủ này này, ông này vô số trang bị của con Nunu này. Khiếp chưa anh em ơi. Mình sẽ thua thôi, không có một cái cửa để chiến thắng trận này. Ui, lập lăng kìa anh em. Phong xích kìa. Ui, lỗi cực nặng luôn anh em ơi, anh em thua. Lỗi kìa. Lỗi game luôn. Oh my god, trời ơi kìa. Dường như là con người ta, con Sion không thể di chuyển luôn và con Nunu không thể di chuyển luôn bởi vì nó ăn xích nhiều quá. Morgana vẫn không ra lập lăng mọi người ạ. Tuy mới chỉ một sao thôi mà cái sức mạnh hành tinh của nó thì nó bá đúng không? Anh em mới thấy anh em mới thấy là cái sức mạnh của con lập lăng kinh khủng như thế nào. Kennen này, ôi cái này ngọt mạnh đấy. Cái này thẩm một cầm bùa xanh các ám luôn. Nó lướt khó chịu lắm. Vẫn win, mình vẫn mạnh đấy. Mình vẫn chưa mất cái sức mạnh của mình đi. Vẫn ổn, vẫn có thể gánh team được. À chết rồi, Kennen kìa. Đúng như mình nghĩ luôn, rất khó chịu. Không có Vego nhở. Diana này giáp thắc ám, nước mắt thắc ám này. Chắc ông nào đang chơi lập lăng chắc lấy slay cái này thôi. Mình thì bây giờ chỉ cần một cái trang bị, đó chính là một cái găng bảo thạch, một cái mất luôn là BF rồi. Thôi thì bây giờ sẽ lấy găng vậy. Kinneret thì nó cầm cái trang bị kia mình không thích, mất luôn rồi. Thế thôi, tôi sẽ lấy cái cuối cùng nó cũng sẽ về với mình, đó chính là một con Kinneret mọi người ạ. Thuật sĩ này, Nocturne, tà thần. Bảy mươi lăm máu gặp rồi. Ông này AC 2 sâu zin cầm trang bị này. Cái này thì chắc chắn là phải cho con ấy vào rồi. Cho Kha'Zix để cào, đúng gặp luôn mọi người, ngon đấy. Bể có đây phát bạc luôn này. Kha'Zix mà cào con AC này chắc một one shot luôn á. Nhưng mà AC cầm sâu zin thì nó choáng nhiều lắm. Không bắt được rồi. Ai á, có gì nhở? À Kata, mà Kata bắt luôn, ngon quá. Mà game này không win được, không thể win được bởi vì anh này trâu quá. Lập lăng 2 sao ngon rồi, mà lập lăng mới 1 sao nên là đuối quá. Không ra thêm con lập lăng nào nữa luôn. Lên level 8 mình Ron đi. Lên level 8 bắt đầu Ron để đội hình nó lên 2 sao một chút chứ đội hình đang còn non quá, non trẻ quá. Cây le cầm cuồng đao đẹp thế. Ái á, ngon quá anh em ơi, hên thật. Hên mà cái con ở event của mình ý, nó cho con DC ra ngoài á. Chứ không là mình thua rồi. Con DC ra ngoài nó cây CC nên con Kinneret nó không bất tử được. Chứ không là mình thua chắc luôn rồi. Hên quá. Đúng là trận đấu cần phải có nhân phẩm may mắn thì mới có thể chiến thắng được. Morgana lập lăng, Morgana chủ chắc 3 sao rồi, game này Morgana 3 sao.
Ui, vò ly bia luôn anh em ơi. Morgana đang nhiều cực luôn á. Áo trong một cái áo trong lửa đi. Và một cái thú tượng thạch giáp nữa. Rồi. Lập lăng 2 sao. Có hẳn một con này luôn, cho vào. Nhưng mà khó, cái khó ở đây là mình phải kiểu cho ta. À đây. Thấy cái sai cái gì đó thì ta phải như này, quên mất. Ok, ổn rồi đó. Đứng sương sương thôi, tí nữa bán đi và cho lập lăng cái trong cái vụ của kiếm này. Xích lại, one shot luôn. Úi xồi ôi, đồ hình đang hot trend mà mọi người. Đồ hình đang hot trend là nó bá đạo lắm. Thêm con Morgana của mình đồ full tăng mà nó để kiểu là đẹp trai này nữa. Thì đúng là phải hỏi, đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn luôn. Đêm đêm nằm mưa phố, mưa rơi nhẹ trên tóc Yana. Tiếng đất ám, tiên tộc, ba sứ quân đoàn, thây mã ác quỷ. Mò 3 sao luôn anh em ơi, ngon vãi chưởng chưa. Đây, cho mày vô kiếm, đồ long luôn. Top 2 này. Để đi, để cho con đi nó kéo quá. Chứ Morgana của mình bây giờ sát thương nó sẽ bao nhiêu? 550 sát thương, choáng 4 giây. Kinh khủng. Morgana. Ui xồi, nó xích kìa. Choáng đấy bạn ơi, bạn Kenen ơi, bạn quẩy đâu. Game này nó ép mình top 1 rồi mà. Khởi đầu trận đấu may mắn quá mà nó cho tận bộ 4 sát thủ là 2.1 luôn. Tuyệt vời. Tự nhiên lại cho con Diana bút cái nội tại tiếng nước ám vậy. Chắc mình chơi level 8 thôi. Mình sẽ chơi level 8 thôi mọi người nhá. Không lên level 9 đâu. Sinera 3 này. Velcon đồ khá đẹp này. Upshot các kiểu nữa. Game này thì mình chưa chắc mình sẽ top 1 được. Bởi vì còn nhiều thứ ở trước mắt lắm. Hay quá. Hay quá anh em ơi, thôi ăn bất tử rồi. Bất tử hộ thân rồi. Chỉ có bây giờ thì chỉ có con lập lăng thôi. Cái quyết... Ui hay quá lập lăng ơi em đâu. Cánh tim cực kỳ chất lượng luôn. Xích kìa. Xích kìa. Xích tung liên tục luôn. Phê phải biết mọi người ạ. Có ôi sát thủ nhân tạo này. Có ai chơi sát thủ không? Không ai chơi sát thủ cả mọi người. Trang bị này hy vọng mình sẽ cầm được. Mình cầm được trang bị này đúng là ngon luôn. Rồi mình sẽ 6 sát thủ, 3 tiên đắc ám và 3 tà thần. Ok, bây giờ mình có lý do up level 9 rồi. Bây giờ thì mình có lý do up level 9 rồi mọi người nhá. Up level 9 cho Kha'Zix vẫn thôi là đủ luôn. Combo full vàng. Rồi còn Vego nữa chứ. Ra đi, up 9 đi. Bây giờ mình sẽ up level 9. Là cho thêm một con Vego nó đủ luôn. 55 máu này, 39 máu này. AC gặp rồi, Kalista này đang có những rắc chiến binh. Cuồng đao, vô cực kiếm và huyết kiếm. Bao nhiêu vàng nhỉ? 72 vàng. Tầm 5 round nữa. Lập lăng chói nào. Úi xồi ôi, chói kìa. Chói bạn ơi, chói bạn ơi. Phê vãi trưởng luôn, phê vãi trưởng luôn anh em ơi. Ây da, ây da. Một cơn mưa xích mọi người ạ, một cơn mưa xích luôn. Quá ảo lòi. Đội hình sát thủ là một đội hình mà đang gọi là hot trend để lao rank hiện tại bây giờ mà. Ui, rắc này.
đấm Bluetooth luôn, nhưng mà không thể nào chịu nổi cái sát thương đến từ Belcon đâu. Belcon nó cầm sâu zin nữa nên là nó dùng skill nhanh lắm. 72 này. Xin ra 3, Artshot 3, tìm băng nữa. Bây giờ mình sẽ để con Diana nó lôi đầu bọn này ra. Cho Morgana vào nó choáng phát đã. Khởi đầu một cái mở đầu combat nó choáng phát đã. Rồi tính sau. Morgana. Hay quá, lập là người chói chuẩn vãi cả trưởng luôn. Chói chuẩn vãi trưởng luôn. Má, chắc là con Taric nó hồi máu kìa. Chói chuẩn các bạn ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ai à, hên quá, mày cho tao nội tại của cái nội vợ ấy luôn. Ngon vãi trưởng em ơi. Đang vã là cho nó vứt phát cho mình cái nội tại luôn. Hai bùa xanh luôn. Sáu mươi tám vàng lên level vừa. 68 vàng, ok đủ luôn. Mình sẽ up lên Vego mọi người nhá, cho Vego búa xanh luôn đấy. Tí đi chợ ấy mà mọi người, tí đi chợ ra 6.4 mà có thì ấy thì mình sẽ có được chính là 7 sát thủ luôn mọi người nhá. Đấy, tí đó mình có thì mình sẽ 7 sát thủ luôn. Ui, Vego 2 sao luôn rồi cả, căng vậy. Rắc này. Ôi trời ơi, con cái nen, cái con Vego mọi người, là con khó chịu cực kỳ luôn ấy. Đợt trước mình chơi đợt level 3 sao nó để với ông này một đối thủ để Vego vào phát, kê vào phát là mình bị bóc lôi luôn. Vego của mình thành Vego của tiên địch luôn. Oh my god. Thôi khỏi Ron đi. Đội mình giờ rất là ổn rồi, cảm thấy vã quá rồi sẽ mới Ron. Em chạy trước này, Khánh Ly 7 tinh thần. Ông này trang bị đang dư rất nhiều nhưng mà cũng không biết ghép gì sao chứ. Ông này đang có AC 3 sao, X2 sâu zin. Cầm một cái trang bị đó chính là của các hắc cuồng cung Runan. Vứt rồng. Gặp luôn bạt ảo. Hai ông này solo với nhau tiếp này, lúc ấy gặp nhau phát một phát rồi, bây giờ gặp tiếp luôn. Cái con Volibear mà ui. Vego kìa thôi ạ. Vego mới chỉ 1 sao thôi mà bắt được một con 3 sao là anh em hiểu rồi đấy. Khó chịu cỡ nào. Được rồi, xem hai con này solo với nhau nào. AC đang bắn rất lực mọi người ạ. AC đang bắn rất là lực nha. Ai à, chết rồi, AC có vẻ chưa kịp chết luôn AC luôn. Mình nghĩ là 19 máu sẽ win. À, thôi xong rồi. Chết luôn rồi. Một người chơi cuối cùng thôi, đó chính là em chạy trước. Mình sẽ echo vàng lại nhá. Tí nữa mới còn thua quá thì mình sẽ ấy. Thua quá là mình sẽ xoay bài. Modder, bài sơ bán luôn Modder luôn à? Để Ron cái gì vậy? Máu chơi, dẫn chơi vậy? Xe này Ron con gì đây? Volibear 2 sao à? Khó quá nhở. Vego mà bắt con Morgana của mình là chịu luôn đấy. Hay quá, tuyệt vời. Diana đúng là một cô nàng cô tách good girl. 24 máu chết luôn ông ta. Chắc ok, vẫn còn một cơ hội cho ông này sống nữa.
Đi chợ có thìa đi, có thìa đi, có thìa, có thìa, có thìa, có thìa. Không có thìa luôn. Mà có một cái thánh thần nhân tạo. Thánh thần nhân tạo. Mình đang có một cái trang bị kia. Lấy cái lốc đi. Mình sẽ lock con Vego lên nhé. Thua. Chưa chắc bạn ơi, bạn lên được con Bolivar 2 sao rồi cơ mà. Khỏe lắm. Khéo mình thua mọi người, chết rồi. Sai lầm khi để. À, úi sổ Diana kìa, hay quá mọi người. Tưởng thua nhưng mà may người con Diana nó rút con Vego á. Chứ không là mình bị bắt mất hồn con Lập Lăng rồi. Bây giờ thì Lập Lăng chói liên tục luôn. Ai à, căng, căng, căng. Ui, căng thật. Không phải đơn giản một chút nào. Bolivia 2 sao nhảy CC nhiều quá. Mình sẽ không lock con Bolivia nữa, à, con Vego nữa mọi người nhá. Mình sẽ lock con AC. Nhiều một lần nữa bạn à. Để làm gì vậy? Bạn lên 3 sao còn gì, con gì 3 sao vậy? Để xem nó lên tính lên con gì 3 sao mà phải nhường vậy. Tôi chưa chắc thương các bạn đấy bạn ơi, nhường cũng như là nhường. Ôi trời ơi, con Volibear của mình sát thủ nó gồng một cái kìa. Ôi. Khó lắm. Ông này chơi đội hình giàu quá mà, đội hình nhà giàu luôn ấy. AC thì choáng liên tục luôn. Vô cực kiếm này. Cho Vego vô cực đi. Khỏe thật. Mình sẽ dùng Vego bắt con event đi. Con event nó sẽ có thể bút cái con kia ra choáng được. Ok, cho mình vô cực luôn này. Mình lên được con đấy, bạn lên được con Bolivia 2 sao để ngon. Ba con Diana. Kinh khủng không? Không nên nổi vòng bia luôn. Mình sẽ bắt hồn con này đi. AC kìa anh em ơi. AC kìa. Khỏe quá. Trời ơi. Anh em mình có con bia của team địch không ạ? Không thể mất một giọt máu luôn. Không nên nổi luôn. Thôi tự sát nha anh em. Chứ thôi vẫn còn cơ hội mà. Hơi khó thôi. Bởi vì là trâu quá. Con Volibear này nó CC nhiều quá à. Nhưng bạn top 1 đấy. Gì vậy? What the fuck? Chấm hỏi. What the fuck anh em ơi? Đầu hàng luôn rồi. Chịu bye bye mọi người nhá. Không hiểu đối thủ làm gì luôn. Chắc là một người fan của mình rồi. Bye bye.